tự do vượt qua hàng rào để hái quả ngọt. Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng từng nghe đến câu nói tự do muôn năm. Nghe thì oanh liệt, hào hùng đấy, nhưng thực tế tự do là cái gì thì chưa chắc ai cũng hiểu rõ. Nhiều người cứ mặc định tự do là muốn làm gì thì làm, không ai can thiệp, muốn ăn chơi nhảy múa thế nào cũng được, hay nói cách khác là buông xõa. Nhưng sự thật phũ phàng là cuộc sống này có bao giờ cho phép chúng ta buông xõa hoàn toàn đâu. Luật pháp, quy tắc, đạo đức, rồi cả những quy luật tự nhiên nữa, tất cả đều là những hàng rào vô hình ngăn cản ta làm điều mình thích một cách tuyệt đối. Thế thì tự do là gì? Chẳng lẽ chúng ta cứ cam chịu sống trong lồng son của những ràng buộc đó mãi sao? Tất nhiên là không rồi. Tự do thực sự không phải là không có ràng buộc, mà chính là khả năng nhận thức, chấp nhận và vượt qua những ràng buộc ấy để sống một cuộc đời trọn vẹn, ý nghĩa. Nói một cách dễ hiểu hơn, tự do giống như việc bạn muốn hái một quả táo trên cây cao. Bạn phải tìm cách vượt qua hàng rào là chiều cao của cây, có thể bằng cách bắc thang, trèo lên, hay thậm chí nhờ người khác hái hộ. Quan trọng là bạn phải chủ động tìm cách, chứ không phải đứng dưới gốc cây than trời trách đất vì sao mình không giới tới được. Bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau khám phá xem những hàng rào nào đang chắn đường ta đến giới tự do và làm thế nào để leo qua chúng một cách ngoạn mục nhé. Những hàng rào muôn hình dạng trạng trên đường đến tự do. Cuộc sống này thú vị một phần là vì nó không bao giờ bằng phẳng. Trên con đường chinh phục tự do, ta sẽ gặp vô vàn những hàng rào đủ loại, thử thách lòng kiên nhẫn và cả trí thông minh của chúng ta. Hàng rào thứ nhất, ví tiền lép kẹp và những nỗi lo cơm áo gạo tiền. Đúng là có thực mới giật được đạo, muốn làm gì thì làm cũng phải có cái ăn cái mặc đã chứ. Bạn muốn đi du lịch vòng quanh thế giới, muốn học một khóa học đắt tiền, muốn mở một quán cà phê nho nhỏ, tất cả đều cần đến tiền. Nếu không có đủ điều kiện kinh tế, bạn sẽ cảm thấy bị ràng buộc, không thể tự do làm điều mình thích. Ví dụ nhé, bạn thân tôi có ước mơ trở thành một nhà thiết kế thời trang. Cô ấy cực kỳ tài năng, vẻ dời thì đẹp khỏi chê, nhưng gia đình lại không có điều kiện cho cô ấy đi du học. Vậy là cô ấy phải vừa đi làm thêm vừa tự học, vừa phải tiết kiệm từng đồng để thực hiện ước mơ. Đấy, hàng rào kinh tế là có thật đấy. Howard Schultz, CEO huyền thoại của Starbucks, là một minh chứng sống cho việc vượt qua hàng rào kinh tế để đạt được tự do. Sinh ra trong một gia đình lao động nghèo ở khu phố Brooklyn, New York, ông đã trải qua một tuổi thơ thiếu thốn, đặc biệt khi cha ông bị mất việc do tai nạn và không được hỗ trợ y tế. Tình trạng này khiến gia đình Schultz rơi vào cảnh nợ nần chồng chất. Tuy nhiên, từ những khó khăn đó, ông đã học được giá trị của lao động và ý chí. Với khát khao vươn lên, Schultz đã làm nhiều công việc vặt để giúp đỡ gia đình. Ông nỗ lực học tập và giành được học bổng thể thao để theo học tại Đại học Northern Michigan. Sau khi tốt nghiệp, Schultz làm việc cho một công ty sản xuất máy pha cà phê, và chính trong quá trình này, ông tình cờ biết đến một quán cà phê nhỏ có tên Starbucks. Schultz nhìn thấy tiềm năng phát triển của Starbucks từ một chuỗi cửa hàng nhỏ thành một thương hiệu toàn cầu. Tuy nhiên, việc thuyết phục các nhà đầu tư ban đầu không hề dễ dàng vì ý tưởng của ông bị coi là không khả thi. Suốt vì phải đối mặt với rất nhiều hàng rào kinh tế khi không có đủ vốn để mua lại Starbucks và hiện thực hóa tầm nhìn của mình. Sau nhiều nỗ lực, ông đã tìm được nguồn tài trợ và cuối cùng mua lại Starbucks vào năm 1987. Suốt vì không chỉ xây dựng Starbucks trở thành một thương hiệu toàn cầu, mà ông còn tạo ra một môi trường làm việc với nhiều quyền lợi cho nhân viên, từ bảo hiểm y tế đến học bổng. Từ việc vượt qua các khó khăn về tài chính và kinh tế, ông đã chứng minh rằng tự do không chỉ là khả năng tài chính mà còn là việc tạo ra giá trị cho người khác. Hàng rào thứ hai, luật pháp, quy tắc và những khuôn khổ xã hội. Sống trong một cộng đồng, chúng ta không thể muốn làm gì thì làm mà phải tuân thủ những quy định chung. Bạn không thể phóng xe máy vượt đèn đỏ chỉ vì đang vội, không thể tự ý chặt cây xanh trong công viên chỉ vì thấy nó chắn tầm nhìn. Và tất nhiên cũng không thể hô biến tiền trong tài khoản ngân hàng của người khác vào tài khoản của mình chỉ vì đang kẹt tiền. Những luật lệ này tuy có thể khiến ta cảm thấy bị gò bó, nhưng nó lại là điều kiện cần thiết để đảm bảo trật tự, an ninh và sự phát triển của xã hội. Oprah Winfrey, một trong những người phụ nữ quyền lực nhất thế giới truyền thông, đã phải vượt qua rất nhiều hàng rào định kiến và nỗi sợ trong cuộc sống để đạt được tự do cá nhân. Sinh ra trong nghèo khó và lớn lên trong một môi trường đầy bạo lực và phân biệt chủng tộc tại miền Nam nước Mỹ, Oprah phải đối mặt với những thử thách khắc nghiệt ngay từ khi còn nhỏ.
Lớn lên trong cảnh bạo hành và bị xâm hại tình dục, Oprah có một tuổi thơ đầy đau đớn. Tuy nhiên, điều khiến bà khác biệt chính là tinh thần bất khuất. Oprah quyết tâm không để quá khứ u tối đè nặng lên cuộc đời mình. Bà theo học và xuất sắc trong việc dẫn chương trình tại trường đại học. Sau khi tốt nghiệp, Oprah bước vào lĩnh vực truyền hình và ngay lập tức phải đối mặt với sự phân biệt giới tính và chủng tộc. Bà bị nhiều đồng nghiệp và khán giả kỳ thị vì là phụ nữ da màu. Tuy nhiên, bà không để những định kiến đó ngăn cản mình. Oprah đã kiên trì xây dựng sự nghiệp, từng bước khẳng định giá trị của bản thân. Chương trình The Oprah Winfrey Show trở thành một hiện tượng toàn cầu, mang lại cho bà không chỉ thành công về tài chính mà còn giúp Oprah trở thành một biểu tượng của sự tự do và bình đẳng. Bà sử dụng tầm ảnh hưởng của mình để nâng cao nhận thức về các vấn đề xã hội và quyền con người. Oprah đã vượt qua định kiến để trở thành một trong những phụ nữ thành công và có ảnh hưởng nhất trong lịch sử. Hàng rào thứ ba, nỗi sợ hãi, định kiến và những lời ra tiếng vào. Đây là một hàng rào vô hình nhưng cực kỳ dai dẳng. Bạn muốn thử sức với một công việc mới nhưng lại sợ thất bại. Bạn muốn theo đuổi đam mê ca hát nhưng lại sợ bị chê cười. Bạn muốn yêu một người nhưng lại sợ bị gia đình phản đối. Tất cả những nỗi sợ, những định kiến, những lời bàn tán của xã hội có thể khiến bạn chùng bước, không dám làm điều mình muốn. Nhớ hồi tôi mới ra trường, tôi rất muốn xin vào làm việc ở một công ty nước ngoài. Nhưng tôi lại sợ mình không đủ giỏi tiếng Anh, sợ không hòa nhập được với môi trường làm việc quốc tế. May mà lúc đó có đứa bạn thân động viên, sợ gì, cứ thử sức đi, không được thì lại về. Thế là tôi đánh liều nộp đơn, và kết quả là tôi đã được nhận. Đấy, đôi khi chỉ cần dám vượt qua nỗi sợ hãi, ta sẽ thấy thế giới rộng mở hơn rất nhiều. Nelson Mandela, một trong những nhà lãnh đạo vĩ đại nhất thế kỷ 20, đã dành phần lớn cuộc đời mình để chiến đấu cho tự do và công lý tại Nam Phi. Trước khi trở thành Tổng thống Nam Phi, Mandela đã phải chịu đựng 27 năm tù giam dưới chế độ Apartheid, một hệ thống phân biệt chủng tộc tàn bạo. Mandela không cam chịu sự áp bức của hệ thống pháp luật bất công. Ông đã tham gia vào cuộc đấu tranh chống lại chế độ này, bất chấp sự đàn áp mạnh mẽ từ chính quyền. Việc này dẫn đến việc ông bị bắt giam, nhưng Mandela không bao giờ từ bỏ hy vọng. Ông luôn tin rằng chỉ có đấu tranh mới có thể mang lại tự do thực sự cho tất cả người dân Nam Phi. Sau khi được thả tự do, Mandela đã lãnh đạo đất nước Nam Phi trải qua quá trình hòa giải và xây dựng lại, giúp đất nước chuyển từ chế độ phân biệt chủng tộc sang một nền dân chủ đa chủng tộc. Tự do pháp lý mà Mandela đấu tranh không chỉ dành cho bản thân ông mà còn cho hàng triệu người bị đàn áp. Hàng rào thứ tư, giới hạn của cơ thể và những quy luật tự nhiên. Dù có tài giỏi đến đâu, chúng ta cũng không thể bay lên trời như chim, không thể bơi dưới nước như cá, không thể sống mãi mãi mà không già đi. Cơ thể con người có những giới hạn nhất định và chúng ta phải chấp nhận điều đó. Tuy nhiên, chấp nhận không có nghĩa là đầu hàng. Ta vẫn có thể rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể lực để vượt qua những giới hạn của bản thân. Nick Vujicic, một người sinh ra không có cả tay lẫn chân, đã phải đối mặt với giới hạn lớn về thể chất từ khi mới chào đời. Tuy nhiên, thay vì chấp nhận số phận, Nick đã vượt qua những hàng rào của cơ thể để tìm ra ý nghĩa thực sự của tự do. Ban đầu, Nick phải trải qua thời gian dài đấu tranh với sự tuyệt vọng và cảm giác không xứng đáng. Nhưng nhờ tinh thần kiên cường và sự hỗ trợ từ gia đình, Nick đã không ngừng nỗ lực học hỏi, rèn luyện và tìm ra cách sống độc lập. Anh trở thành một diễn giả quốc tế, truyền cảm hứng cho hàng triệu người khắp thế giới về nghị lực và sự vượt qua nghịch cảnh. Nick đã chứng minh rằng, dù có những giới hạn về cơ thể, con người vẫn có thể đạt được tự do thực sự nếu họ biết cách chấp nhận và vượt qua chúng. Hàng rào thứ năm, sự thiếu hiểu biết, kiến thức hạn hẹp và những lỗ hổng trong tư duy. Bạn muốn kinh doanh nhưng lại không biết gì về thị trường. Bạn muốn viết lách nhưng lại không biết cách diễn đạt. Bạn muốn tranh luận về một vấn đề xã hội nhưng lại không có đủ thông tin. Kiến thức giống như chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa tự do. Nếu thiếu hiểu biết, bạn sẽ bị mắc kẹt trong căn phòng chật hẹp của chính mình. Elon Musk, CEO của SpaceX và Tesla, là một biểu tượng của việc vượt qua hàng rào kiến thức để đạt được tự do sáng tạo và thành công. Sinh ra và lớn lên tại Nam Phi, Musk đã từ nhỏ thể hiện niềm đam mê với công nghệ và không ngừng học hỏi để biến ước mơ của mình thành hiện thực. Sau khi di cư đến Mỹ, Musk đã tự học về lập trình và công nghệ,
mặc dù ông không có bằng cấp chính quy trong nhiều lĩnh vực mà ông hiện đang dẫn đầu. Từ việc thành lập PayPal, cách mạng hóa ngành ô tô với Tesla, đến việc phóng tên lửa với SpaceX, Musk không ngừng mở rộng tầm nhìn và học hỏi từ những thất bại. Elon Musk cho thấy rằng tự do trí tuệ và sáng tạo chỉ đến khi bạn có đủ kiến thức và khả năng học hỏi. Ông đã vượt qua các giới hạn về hiểu biết để biến những ý tưởng tưởng chừng không thể thành hiện thực. Vượt hàng rào, hái quả ngọt. Vậy là ta đã điểm mặt được kha khá những hàng rào trên con đường đến tự do. Nghe thì có vẻ đáng sợ đấy, nhưng đừng lo, chúng ta hoàn toàn có thể vượt qua chúng nếu có đủ quyết tâm và phương pháp đúng đắn. Đầu tiên, hãy soi gương thật kỹ để hiểu rõ bản thân. Bạn thực sự muốn gì? Điểm mạnh, điểm yếu của bạn là gì? Bạn đang gặp phải những hàng rào nào? Chỉ khi hiểu rõ bản thân, bạn mới có thể tìm ra cách leo qua những hàng rào đó một cách hiệu quả. Tiếp theo, hãy rèn luyện cho mình một ý chí thép và tinh thần lạc quan. Con đường đến tự do không bao giờ bằng phẳng. Sẽ có lúc bạn gặp khó khăn, thất bại, muốn bỏ cuộc. Nhưng hãy nhớ rằng, thành công là khả năng đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã. Hãy kiên trì, quyết tâm, tin tưởng vào bản thân và đừng bao giờ từ bỏ ước mơ của mình. Đừng quên nạp năng lượng cho bộ não bằng cách trau dồi kiến thức, kỹ năng. Hãy đọc sách, học hỏi từ những người thành công, tham gia các khóa học, tìm tòi, khám phá những điều mới mẻ. Kiến thức càng rộng, kỹ năng càng vững vàng, bạn càng có nhiều cơ hội để vượt qua những hàng rào và chinh phục tự do. Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Đừng ngại tìm kiếm sự giúp đỡ từ gia đình, bạn bè, đồng nghiệp hay thậm chí là những người xa lạ. Chia sẻ khó khăn, xin lời khuyên, học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước sẽ giúp bạn có thêm động lực và tự tin trên con đường chinh phục tự do. Cuối cùng, hãy luôn sống tích cực, chủ động và dám nghĩ dám làm. Tự do không tự nhiên mà có, bạn phải chủ động tìm kiếm và nắm bắt lấy nó. Hãy dám bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân, thử thách những điều mới mẻ và đừng sợ mắc sai lầm. Sai lầm là một phần của quá trình học hỏi và trưởng thành. Tự do đích thực, hành trình không ngừng nghỉ. Như vậy, ta đã cùng nhau khám phá ra rằng tự do không phải là sự buông thả, vô kỷ luật, mà là khả năng vượt qua những ràng buộc để sống một cuộc đời trọn vẹn, ý nghĩa. Tự do không phải là đích đến, mà là một hành trình không ngừng nỗ lực, học hỏi và trưởng thành. Trên hành trình ấy, mỗi chúng ta đều có trách nhiệm với tự do của bản thân và của người khác. Hãy sử dụng tự do của mình một cách đúng đắn, không làm ảnh hưởng đến quyền lợi và tự do của người khác. Hãy tôn trọng sự khác biệt, ủng hộ những người dám vượt qua hàng rào để theo đuổi ước mơ và cùng nhau xây dựng một xã hội tự do, công bằng và văn minh. Tôi tin rằng mỗi người trong chúng ta đều có khả năng leo qua những hàng rào của cuộc sống để hái được quả ngọt của tự do. Hãy tự tin, kiên trì và đừng bao giờ từ bỏ ước mơ của mình. Bởi vì tự do đích thực là món quà quý giá nhất mà chúng ta có thể dành tặng cho chính mình.